tất cả các bạn đã đến với điểm tin game nhập vai phiêu lưu số 31 của GameHub.vn. Hãy cùng Thùy Dương cập nhật những tin tức mới nhất của các tựa game đình đám trong thể loại này nhé. Pocket Mortis là tựa game mobile có lối chơi cực kỳ vượng của studio Adult Swim Game. Đây là trò chơi kết hợp giữa lối chơi thu phục Pokemon và cốt truyện bộ phim hoạt hình xoay quanh hai nhân vật có khả năng du hành thời gian Rick and Morty. Lối chơi của Pocket Mortis có nhiều nét tương đồng với nhiều dòng game Pokemon khi nhiệm vụ của bạn là thu thập và huấn luyện. Tuy nhiên, hệ thống nhân vật trong tựa game mobile này lại không hề lấy những chú Pokemon làm trung tâm. Cụ thể, nhân vật chính trong game sẽ là Rick, đóng vai trò là một trainer, nhà huấn luyện Pokemon, và Morty, người bạn của Rick, sẽ trở thành những bản sao Pokemon khác nhau như Rabbit Morty. Chắc chắn là fan hâm mộ Rick and Morty cũng như Pokemon sẽ không phải chờ đợi lâu, vì theo như thông tin mà đại diện Studio Adult Swim Game công bố trên Twitter, Pocket Mortis sẽ chính thức ra mắt vào ngày 14 tháng 1 tới đây. Vừa qua thì Studio 629, nhà phát triển game mobile nổi tiếng tại Hàn Quốc, đã thông báo ký kết thỏa thuận thành công với Rovio Entertainment, cha đẻ của tựa game Emriverse tại Phần Lan, và phát triển ra một trò chơi điện thoại di động dựa trên series phổ biến này. Đây là lần đầu tiên mà Rovio Entertainment hợp tác với một nhà phát triển Hàn Quốc, và họ kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành bước đệm đầu tiên cho tham vọng tiến sâu hơn nữa vào thị trường châu Á màu mỡ. Ngoài ra thì theo một số thông tin, Studio 629 đã chính thức bắt tay vào việc phát triển các sản phẩm mới dựa trên Angry Birds và dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Các tính năng cốt lõi của trò chơi được chia sẻ là rất đa dạng, đặc biệt từ các mini game Angry Birds cho tới gameplay chính thống đều sẽ mang lại cho game thủ những trải nghiệm mới mẻ. Hơn nữa, nhà phát triển tới từ Hàn Quốc cũng khẳng định trò chơi chắc chắn sẽ phù hợp với người chơi ở mọi lứa tuổi. Với sự tham gia phát triển của các lập trình viên tới từ Hàn Quốc, quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp giải trí trò chơi điện tử, thì chắc chắn Angry Birds sẽ một lần nữa là khuynh đảo làng game thế giới. Và hy vọng sản phẩm này sẽ sớm đến tay các game thủ Việt Nam trong năm 2016 tới. Có thể nói là một sản phẩm game nhập vai thẻ đấu phong cách hoàn toàn khác biệt mà bạn từng trải nghiệm qua, đến từ công ty lập trình và phát hành game Home Brigade. Bên cạnh những vị tướng lĩnh hùng hồn trong trò chơi, với những ưu nhược sức mạnh tương khắc thuộc tính, bạn sẽ choáng ngợp với hệ thống bài kỹ năng cho từng đơn vị tướng để bạn tạo nên một bộ bài thích hợp với phong cách chiến đấu của riêng mình. Điểm khác biệt thêm chính là các quân bài kỹ năng cho mỗi tướng đều có thể nâng cấp để gia cố sức mạnh. Mỗi lần cường hóa quân bài không chỉ mạnh hơn mà cả hình thức biểu diễn cũng hoành tráng hơn rất nhiều. Đồ họa trong game theo lối 3D hoạt họa với các biểu cảm rất hài hước, nhiều biểu cảm tinh tế thường hay xuất hiện trong loạt game của Home Brigade. Ngoài ra, các tính năng quen thuộc vốn có của thể loại nhập vai thẻ đấu như hoạt động bang hội, PvP, Arena cũng được cập nhật đầy đủ mở dần theo cấp độ người chơi. Điều đáng nói ở đây là một tựa game hoàn toàn miễn phí với chất lượng vượt trội, nội dung có chiều sâu của thể loại game nhập vai thẻ đấu năm 2016. Tuy được phổ cập toán mọi ngôn ngữ nhưng lại không có tiếng Việt. Dù cho game thủ có cơ hội giao lưu đồng bang hội với bạn bè game thủ trên toàn thế giới, nhưng cần phải có một khả năng ngoại ngữ tốt để hiểu hết ưu nhược điểm của các thẻ bài tương tự như Hearthstone của Bizas.